An Giang đang tập trung thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06 trên CP. Kết quả 8 tháng của năm 2022, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong tỉnh An Giang đã cung cấp 2.072 dịch vụ hành chính công, trong đó, số lượng dịch vụ công mức độ 3 là 511 dịch vụ, mức độ 4 là 935 dịch vụ, 99% hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn. Đồng thời, đã thực hiện kết nối, đồng bộ với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thực hiện kiểm thử và công khai các dịch vụ công trực tuyến được triển khai trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đã thực hiện thích hợp 1.880 dịch vụ, kết nối với hệ thống thu thập đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến hệ thống EMC của Bộ Thông tin và Truyền thông. Song song đó, đã triển khai thanh toán phí lệ phí dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh thông qua việc in -bank. Kết nối tích hợp cùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến Payment Platform của cổng dịch vụ công quốc gia, tạo eForm điện tử và triển khai kết nối tích hợp chữ ký số Viettel CA, VNPT CA để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp khi được thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cập nhật tính năng xác thực văn bản điện tử đã được ký số nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của văn bản điện tử khi người dân doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh